Oh, chào tất cả bạn nha. Tiếp tục review các bạn con xe CBS mùa 18 này nha. Là con Asurada AKF0. Đợt trước mình review bên QQ mình đọc nhầm thành AFK. Tại mình hay chơi liên minh với liên quân nữa. Kiểu dáng xe đua nha. Tiêu chí của nó là đổi hướng đường trường không rip tốt. Mỗi lần một rip có xác suất 47% lập tức nhận 12% tích intro. Trong 8 giây tốc độ tối đa cộng 5.5 km/h, sức mạnh cơ bản cộng 15%. Một sức chưa nó khá toàn diện cả về đổi hướng, tốc độ lẫn hồi đi chôn nữa nha, rất là ngon. Chứ vô cờ con này thì nó bút xíu à, tốc độ không chấm mấy rồi, sức mạnh không chấm mấy không à. Nhanh chừng đó nha. Bạn nhận xe ngày thì cứ nâng cấp xe đi. Xe này lửa có mắt á, các bạn có lại thì cái nâng cấp nó vẫn còn nha, không sao cả. Mà các bạn nạp Speed Pass thì các bạn nên mua trên website nha, chỉ với 60.000 thôi. Cái chỗ nạp cạc luôn. Cái gói 60.000 là các bạn có thể kèm 150 cấp nhận xe vĩnh viễn luôn á. Mùa này thì không có skin. Bộ đồ Speed Pass mùa này. Khá nhiều bạn chê. Nhưng cái gì nó cũng bù qua sức lại mà. Tại xe mùa này quá là bá đạo đi. Thì đập liều, liều 314.7. Là có skill nha. Còn skill là 309.2. Lại có skill nữa nè. Skill nó phát động rất là nhiều. Con này tốc độ rất khủng. Đổi hướng thì đương nhiên rất là mạnh rồi. Có skill đổi hướng nữa mà. Cái skill con này nó rất hay phát động lúc khởi động nha, giúp bạn lấy lợi thế sớm được. Tại nó có nitro với lại nó có tốc độ nữa. Cái tốc độ nó cộng là tốc độ tối đa, thành ra nó phát động là nó cộng luôn, không cần tăng tốc nó vẫn cộng, chứ không phải là tốc độ nitro cao nhất. Cái skill lên không rít, tỷ lệ phát động rất là cao, hầu như là luôn luôn các bạn được boost 5 chấm mấy luôn á. Hết rồi một tí là nó lại phát động mà, nhanh lắm. Xe sẽ bắt một skill ngon quá đoạn luôn. Kiểu như xe kim cương á. Con này nó toàn diện hơn nhiều, nó ăn đứt mấy mùa trước. Nó ăn đứt con Deep Blue với lại con cầu vàng rỡ luôn á. Ít khi con xe sẽ bắt nào nó toàn diện được như vậy lắm. Đổi hướng ngon nè, tốc độ ngon nè. Nitro nữa chứ. Quá bắt đầu. Nhiều bạn chê ngoại hình con này nhưng mà thấy ngoại hình nó cũng được mà ta. Mình cũng chiến chứ bộ. Và quan trọng nhất là nó mạnh. Này các bạn cua mấy cái đoạn khó rồi nè, rất là gọn. Nó đổi hướng ngon mà. Này phải nói là như một con Lambo á, chứ mình cũng nói rồi, như một con Lambo á, Lambo Fakke. Nhưng mà nó mạnh gần mình con Lambo Rio rồi. Mạnh lắm. Nếu mà con Lambo Rio kia top 3 thì con này phải là top vẫn nằm trong top 10, có thể top 8 lớp 9 á. Không giỡn đâu. Ít khi có con xe Speed Pass nào mà lọt vô top 10 lắm.
Con này xếp của nó là tầm cỡ mấy con FPS đồ Eternal luôn á. Chạy mạnh lắm. Đúng map của nó thì nó mạnh hơn cả mấy con xe kim cương luôn. Những cái map khó đổi hướng nữa. Chạy rất là lực. Mà skill này thì nó phù hợp chạy tất cả các map luôn nha, chứ không riêng vì map nào. Lắng ghê thiệt chứ. Xe mùa cũ rồi lắng với xe mùa mới. Ủa mấy chỗ này đúng gọn luôn. Đúng là mấy con xe mà đổi hướng mạnh đua mấy map khó đúng ngon. Đua tỷ lệ lỗi nó thấp hẳn. Sáu mươi nghìn mà bỏ qua lấy con này là các bạn quá hời rồi đó. Quá mạnh rồi. Tiền ít mà được con xe này là quá ngon. Còn bạn nào mà 60.000 mà đòi chạy F1 quyết đồ, mấy con mạnh như F1 quyết rồi, S Star rồi. Thôi. Tiền ít mà đòi. Đó là người ta nói thế thôi. Còn mình thì các bạn với số tiền đó thì bạn có thể thê ạt của mình nha. Chỉ với vài chục nghìn nữa các bạn có thể trải nghiệm Lambo F1 Week. Link thê ạt để dưới phần mô tả nha. Mấy cười hỏi quá. Nào, hai đứa trượt á. Mấy cái map hẹp, các bạn khởi động cái kiểu bình thường á, dễ bị chúng nó đụng á. Khởi động vậy nó sẽ hiệu quả hơn trong lúc đua nhiều người nha. Hôm nay là mình định review con xe này với con bé luôn á. Con bé sẽ bị bắt luôn á. Con bé sẽ bị bắt nó bị lỗi luôn á các bạn. Quái đạn thì nhiều lỗi thiệt. Nhưng nó mới nhiều lỗi quá. Con bé sẽ bị bắt nó bị lỗi là nó lên cấp 20 là không tiến hóa được nữa. Quái cái nồi. Không hiểu sao luôn. Chà bạn này đua mấy cây lục nó hơi yếu một xíu. Tại bạn này cũng chơi cũng không như là chơi không được lâu. Bạn này bên Mỹ. Mình phá kỷ lục cho bạn đó giúp bạn đó có động lực để tập luyện mạnh hơn. Đập xe đốt. Cái này càng chạy thì càng thấy thích, càng thấy nó mạnh. So. Món 20. Ok, hẹn clip này thôi nha.
Các bạn xem clip thứ hai đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nha bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những clip lần sau nhé. Bye bye. Đừng quên nhấn like và subscribe nữa nha.